Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên sóng tiếp cho anh em cục công suất cực kỳ gấu của Aiqua. Con này nó thuộc phân khúc dàn chung nhưng mà cũng khá là cao cấp anh em nhé. Nó trang bị được rất là nhiều tính năng ở trên cái cục này. Nghe nhạc anh em có thể chỉnh được cái dải Aiqua đèn mưa cực kỳ đẹp luôn. Chỉnh được tất cả các tần số anh em mong muốn nên tiếng rất là hay. Đấy, chưa kể là cái chỉnh tê bát, anh em ấn vào tê bát lên ùi huỳnh đây, tê bát này, tép này em chỉnh nhá, anh em để ý này. Anh em mà để 4 cấp này đánh cực kỳ mạnh luôn. Đánh bát lên rất là phê luôn, còn tép đây. Đấy, tăng tép lên nhá. Đấy, riêng về cái phần nghe nhạc của nó thì cực kỳ hay rồi, chỉnh được bát, chỉnh được tép và có chỉnh được các cái giải tần Aiqua và đèn mưa rất là đẹp luôn. Tất cả các núm nút êm du, không có lẹt xoẹt, không có chập núm nào hết, bấm núm nào nhận đấy luôn, rất là nhạy luôn, rất là ngon, màn hình đẹp nét. Đây CD này, CD nó còn một cái đĩa nhạc trong này nó vẫn còn chạy ngon. Đấy, nhận đĩa luôn nhá. Hiện tại thì CD vẫn là chạy ngon nhưng mà mắt lâu nó cũng kém rồi. Mắt con này là chạy mắt 210 anh em nhá. Anh em về mà nghe CD thì anh em một thời gian nữa là kém, anh em mua mắt CD 210 anh em thay vào phổ thông, mắt phổ thông kiếm rất là dễ luôn nhá. Hiện tại thì CD vẫn chạy nhưng mà kiểu nó cũng kém rồi nên em thôi, em bán cho anh em với cái giá là không CD luôn. Gọi là báo không CD luôn. Đây em chạy CD cho anh em này. Điểm lúc nóng thì chạy được tốt hơn. Kém rồi. Em thì không sửa, để nguyên bản cho anh em nhé. Vì thật sự bây giờ cũng ít anh em nghe CD mà, nên là em cũng không sửa, để cho giá cho nó êm. Sửa xong thì mất thêm độ đôi 300 nữa thì nó giá nó lại thành lên cao. Bán cho anh em nào không thích nghe CD. Đấy. CD này đĩa chợ lòng trắng, đĩa chợ đây là nó cũng hơi kén. Đây, còn cassette chạy ngon này. Táp này, đây là ổ táp 2 anh em nhé. Chạy đi chạy lại đều ok. Đấy, táp ngon. Đây, tam 1 này. Tam 1 cũng chạy ngon luôn. Chạy lại này. Có đảo chiều chạy đi chạy lại luôn. Anh em có thể đọc ghi xóa luôn trên này được nhé. Đây. Đây, còn nghe chế độ qua điện thoại đi đây.
đây em cắm điện thoại vào đây nhá. Đấy, cắm điện thoại máy tính vào đây. Nó có cái nút tinh chỉnh ở đây này, anh em có thể chỉnh mở hết cỡ lên, tiếng cực kỳ to luôn. Những cái thiết bị mà ra âm thanh bé như kiểu Samsung chẳng hạn, những cái điện thoại Samsung anh em cắm vào đây, anh em vặn cái này lên cực kỳ to luôn. Đây loa hai cầu loa ngon hết nhá. Nói chung là zin tuyệt đối và chạy ngon. Đấy loa bên trái nha, đây loa bên phải này. Đấy, cả hai bên đều hát ok nhá. Nói chung là hát ngon hết. Đây công suất của nó như 135W luôn. Dàn chung bình thường công suất nó dao động từ khoảng 70 cho đến hơn 100. Con này 135W cực kỳ gấu luôn. Nên là cái lực đẩy âm bát của nó lên rất là tốt luôn, bát tét đánh tốt. Kể cả anh em pha những cặp loát bát 25-30 của Nhật căng đét luôn, không phải nghĩ. Đấy, em đánh cái cặp bát 22 này mà loa đã gần như không chịu được rồi, nếu mà vít hết cỡ con này lên loa gần như không chịu được. Trông vậy nhưng đánh khỏe lắm, lực đẩy ra nó khỏe. Con này như FM lên phố Linh Phu 108 đi, em thử FM cho anh em nhé. Đây FM thì chắc là anh em phải thêm một cái dây vào để bắt sóng. Đây anh em về anh em cắm một cái dây như kiểu em cắm vào đây nhé. Chẳng biết là ổ nào là ổ sóng, chắc là ổ này đây. Xong FM thôi, cắm cả hai dây cho chắc. Nó chỉ cần một dây thôi, cắm đúng ổ chỉ cần một dây thôi, nhưng mà em chẳng biết là dây nào cả. Thôi em cứ cắm luôn, hai tí nữa phải quay lại cắm. Rồi. Cắm một đoạn dây tầm 30-50cm là nó có sóng là nó chạy được FM thôi. Đây là chế độ FM này, 76 này. Tuning ở đâu đây? Tuning à, đây tuning đây rồi. Đấy, lên là 108 anh em nhá. FM 108 full tất cả các đài Việt luôn. Đây 102,7 nhá. Đây xuống em 100 này. Giảm tốc, vạch kẻ đường nên chỉ những lái xe có kinh nghiệm. Rồi, xuống 96,5 này. Thông tin quảng cáo. Đấy, 96,5 nhá. Xuống đến 91 này. VOV giao thông 91. Hà Nội nó bắt được căng đét 4 đài này. Phần nào của sản phẩm mang đến niềm vui nhỏ. Đấy, chỉnh EQI rất là hay, còn khá là đẹp. Nặng lắm, cục là nặng lắm. Gấu còn nặng. Đèn đóm đẹp hết. Đây, các cái núm nút đèn đóm rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy, đèn đó rất là đẹp nhé. Con này lên đường cho anh em 1.200.000, chỉ 1.200.000 thôi, quá rẻ luôn, rẻ như âm ly tàu luôn. Nhưng mà đánh thì đảm bảo ăn đứt và rất là hay, vật sang. Đấy, anh em mua hàng thì liên hệ với em số điện thoại 0965748574. Em có những xếp hàng toàn quốc và bọc xốp, cẩn thận cho anh em nhé. Em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đức Anh Lo Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Rồi, chào anh em.